Xin chào quý vị và các bạn. Các tỉnh miền Bắc đang trong chuỗi ngày ít mưa, còn miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa cũng đã giảm hẳn, chỉ còn xảy ra rải rác. Tại Bắc Bộ, sáng sớm nay, một số nơi ở đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ rải rác, còn trưa chiều nay thì cả miền Bắc trời sẽ tạnh ráo, nên nhiệt độ cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ sẽ tăng lên 28-32 độ. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời có nắng sớm nên nhiệt độ cũng cao hơn, phổ biến từ 30-32 độ. Với Trung Bộ, sáng nay khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế còn có mưa rải rác. Riêng khu vực Nam Nghệ An và Hà Tĩnh cục bộ vẫn có điểm mưa to với lượng mưa trên 70mm. Người dân vẫn cần phải đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Từ trưa chiều, trời tạnh ráo có nắng, nhiệt độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình phổ biến từ 28-31 độ. Khu vực từ Quảng Trị trở vào cho tới Bình Thuận nhiệt độ cao hơn từ 31-33 độ. Ở phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang trong quá trình giảm mưa. Sáng và trưa nay, cả hai khu vực này trời đều nắng ráo, nền nhiệt cao nhất ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng 29-32 độ, còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 32-34 độ. Và đến khoảng chiều tối sẽ có mưa nhỏ vài nơi. Trên biển, khối không khí lạnh suy yếu nên thời tiết các vùng biển nước ta đều chuyển tốt lên. Ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, từ hôm nay trở đi, tình trạng biển động sẽ chấm dứt khi gió Đông Bắc đến Đông giảm xuống còn cấp 4, cấp 5, sóng biển cũng giảm xuống dưới 2 mét. Lưu ý ở khu vực phía Tây vẫn còn có mưa dông rải rác. Còn khu vực giữa và Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, thời tiết khá thuận lợi. Tại đây, gió yếu, sóng thấp dưới 2 mét, mưa dông cũng không nhiều. Các hoạt động của tàu thuyền trên các khu vực biển này đều không phải lo lắng gì về thời tiết. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của chúng tôi. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ký ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở tuyến đường ô tô từ xã Tân Tiến về trung tâm xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Rơi nhằm triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp, kịp thời ngăn chặn và khắc phục nhanh hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra. Qua khảo sát của ngành chức năng, tuyến đường nêu trên có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở thêm 3 đoạn. Với chiều dài khoảng 1.000 mét, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà cửa của 36 hộ dân, đồng thời ảnh hưởng đến việc đi lại, đời sống và sản xuất của gần 4.300 hộ dân với hơn 18.000 nhân khẩu. UBND huyện Đầm Rơi có trách nhiệm tạm thời gia cố bờ sông chống sạt lở và làm nền mặt đường tạm để đảm bảo thông tuyến, đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân trong thời gian chờ thực hiện dự án tuyến đường tránh tại khu vực sạt lở. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cà Mau phối hợp với chính quyền huyện Đầm Rơi khoanh vùng khu vực bị sạt lở, thiết lập hành lang an toàn và hỗ trợ chuyên môn trong việc xây dựng phương án gia cố bờ sông chống sạt lở. Sở Giao thông Vận tải được giao phối hợp, hỗ trợ chuyên môn trong xây dựng nền mặt đường tạm tại vị trí sạt lở. Lần gần nhất vào đầu tháng 7 năm 2023, sạt lở nghiêm trọng đã làm hư hỏng hoàn toàn nền mặt đường dài hơn 100 mét, xe bốn bánh không thể di chuyển, ảnh hưởng đến nhà cửa, đất đai sản xuất của nhiều hộ dân trên tuyến.